Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và hôm nay là ngày thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020. Chúng tôi đã dành 2 ngày liên tiếp để đi theo các phái đoàn đến từ nhiều nơi khác nhau về vùng thủ đô Hoa Đình Đốn. Chúng tôi có một cái ghi nhận là lần này cái mùa bầu cử năm nay có những cái sắc thái rất là đặc biệt. Cái thứ nhất là chúng ta thấy cộng đồng người Việt Nam đã ủng hộ Tổng thống Donald Trump để mà hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ có thêm được 4 năm nữa để mà tiếp tục cái công việc gian dở của ông. Và chúng tôi cũng có ghi nhận một điều đó là khi một cái phái đoàn từ ở California đi ngang qua các tiểu bang khác, ghé những cái thành phố và họ đã vận động được thêm những cái đoàn người từ các cộng đồng để về từ thủ đô Hoa Thành Đốn. Và ngày hôm qua đó là chúng tôi cũng ghi nhận đó là vào ngày thứ Chủ nhật nhưng mà rất đông người Việt đến Eden Center, một cái hiện tượng mà chúng tôi gọi là một cái lịch sử mà chưa từng có của cộng đồng người Việt khi mà chúng ta đến tị nạn tại Hoa Kỳ. Và chúng tôi cũng ghi nhận một điều nữa rằng là cái sự hiện diện của cộng đồng người Việt của chúng ta ngày hôm nay ở tại thủ đô Hoa Thành Đốn, nó nói lên được cái lòng tha thiết của cái lá phiếu của những người muốn ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Và chúng tôi hy vọng rằng dù có mưa gió, có bão bùng như thế nào đi nữa, con số đông của người Việt có mặt ở đây ngày hôm nay ở phía cái tiền đình của Tòa Bạch Ốc thì cũng đã ghi nhận được cái sự đóng góp của cộng đồng chúng ta trong vấn đề mà đấu tranh để mà hy vọng được nói lên tiếng nói của mình và ủng hộ cho cái lá phiếu vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Võ Thành Nhân sẽ có những cái phỏng vấn và sẽ gửi đến quý vị sau đây. Em tên Thảo Độ, tụi em đi ở Houston tới. Chị đến đây phái đoàn có bao nhiêu người vậy thưa chị? Tụi em đi tẻ ra 20 mấy người nhưng mà tới đây mới tụ họp lại. Chị có thể cho biết lần thứ mấy chị đến thủ đô Hoa Thành Đốn? Lần thứ nhất, hôm nay lần thứ nhất tới. Cảm nhận như thế nào vậy thưa chị? Rất là xúc động. Xúc động là tại sao vậy? Tại vì là giống như là mọi người, em thấy người Việt của mình á là rất là quý mến ông Trump. Đến ngoài lúc mà tụi em tới đây, tụi em rất là xúc động, tụi em cũng không biết nói gì hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta nói quý mến ông Trump là cái điều gì của ông Trump làm cho chúng ta quý mến vậy thưa chị? Em quý mến ông, thứ nhất là ông đánh Trung Quốc. Đó là cái điều mà em muốn nhất thôi. Tức là chị nghĩ rằng ông Tổng thống Donald Trump sẽ đánh Trung Quốc và sẽ có lợi cho Việt Nam của chúng ta, không có lọt vô vòng tay Cộng sản. Ngoài ra những điều gì mà của ông Trump mà chị mong muốn là chị muốn chia sẻ? Em thấy ông làm cái điều gì giống như cái gì của ông làm em thấy cũng rất là tốt đối với những người dân của Mỹ, người dân Việt Nam mình. Em rất là quý mến. Đắc quay là em mới tới đây. Và cái ghi nhận của chị trước Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay đó, về hướng nam Tòa Bạch Ốc đang ngó về hướng nam, chị ghi nhận như thế nào khi mà chị thấy rất là đông người Việt có mặt ở đây ngày hôm nay vậy thưa chị? Đó, như em nói với anh là em rất là xúc động khi thấy bao nhiêu người Việt Nam mình tụ họp ở đây để biểu dương lực lượng của người Việt mình. Em rất là cảm động, em rất là xúc động. Bên cạnh cái việc có mặt ở đây ngày hôm nay, chị về trở lại cái thành phố của chị sẽ vận động những cái điều gì để cho người chung quanh chị bỏ phiếu cho ông Trump? Em vận động cho tất cả bà con, những người quen biết của em, cả nhà em, con em đều phải đi bầu cho ông Trump. Xin được cảm ơn chị, chúc bình an. Cảm ơn anh. Kính thưa anh có thể cho biết quý danh và anh đến từ đâu vậy? Em là Phạm Toàn từ Virginia, giữa Richmond anh. Khi mà chúng ta thấy đồng hương ở rất là nhiều nơi về đây thì cái ghi nhận của anh Toàn như thế nào? Trước hết rất là cảm động cũng như là cảm kích tinh thần của đồng hương của chúng ta. Điều đó nói lên rằng lòng dân hướng về tổng thống cũng như lòng dân hướng về cuộc bầu cử này thì không có gì có thể thay đổi và cản trở cái tinh thần ái quốc của chúng ta đối với Hội hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này. Khi mà chúng ta bầu cho Tổng thống Donald Trump lần thứ hai á, thì anh có ghi nhận về những cái sự khác nhau của lập trường tranh cử của Tổng thống Donald Trump lần thứ nhất và lần thứ hai nó như thế nào hay không? Thứ nhất, đó là lần trước chúng ta không biết Tổng thống Donald Trump có những cái thành tựu gì. Ông đưa ra có những cái sách lược, đó là xây bức tường biên giới, cắt thuế cho dân cũng như là xây dựng lại quân đội hùng mạnh, đánh thuế lên cho Trung Quốc, hàng Trung Quốc. Và một điều rất là quan trọng đó là bổ nhiệm những cái vị chánh án tòa án tối cao là những người bảo thủ. Và một điều nữa đó là ông bảo vệ sự sống cho những thai nhi. Và khi mà chúng ta ghi nhận cái lập trường tranh cử của Tổng thống Donald Trump như vậy thì đối với lại người Việt Nam chúng ta có mong muốn điều gì khi mà Tổng thống Donald Trump đắc cử tiếp tục nữa, có ảnh hưởng tới đất nước của chúng ta hay không? Đó là một điều những người Việt Nam chúng ta rất là hy vọng. Bởi vì làm sao? Trên thế giới này không có một nguyên thủ quốc gia nào dám đứng lên chống lại bạo quyền Trung Quốc và Tập Cận Bình ngoại trừ Tổng thống Donald Trump. Và khi ông ta thay đổi cục diện
qua những ván bài kinh tế qua Huawei cũng như là sản xuất và những cái nhập cảng hàng của Trung Quốc, thì cán cờ đó sẽ được quay chuyển. Và khi Trung Quốc xoay chuyển thì đàn em Việt Nam không có cách gì không thể không lay chuyển được, thưa anh. Xin cảm ơn Toàn. Dạ, cảm ơn anh và cảm ơn quý đài. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Vừa rồi là phần tường thuật của chúng tôi cho cái bài phóng sự ngày hôm nay. Võ Thành Nhân xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạch Thành Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTNDC xin email về washingtondc@sbtn.tv. Thành Trang kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Thành Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.